chào các bạn trở lại với Khai Toàn. Cách người đối với người là bước đầu tiên của học làm người, không phải học đạt thành tích. Cách cha mẹ bao dung đối với người là bước đầu tiên giúp cho con trẻ có tâm thuần thiện thuần tịnh. Con cái của chúng ta đời này đến để báo ân hay báo oán, đòi nợ hay trả nợ, dù ở hoàn cảnh nào vẫn là nghiệp duyên. Dù có như thế nào thì ai có nghiệp quả của người ấy. Cha mẹ không thể nào gánh thay con cái và ngược lại. Người xưa bảo có phước có phần, phước có từng phần. Giả dụ người có phước về tài phú nhưng không có phước phần về con cái, bị con cái làm phiền não. Dẫu biết rằng ai có nghiệp riêng của người ấy, nhưng những gì bạn tạo tác, bạn ứng xử với cha mẹ ông bà bạn sẽ có phần tác động đáng kể lên con cái. Đầu năm này Khải Toàn tiếp nhiều vị, có 3 trường hợp chia sẻ đến những hoàn cảnh, xin các vị cùng suy ngẫm. Một anh học viên sinh năm 84 là kiến trúc sư, anh ta kể rằng hôm nay mùng 4 ba nhắn tin nhắn về thắp hương và ăn bữa cơm. Đã 7 năm rồi, anh ta nói trong nghẹn ngào. Hôm sau một bạn gia chủ trẻ đến trò chuyện, chia sẻ tin vui. Mẹ và anh trai của em đã hòa nhau sau nhiều năm lạnh nhạt. Cuối cùng là một bạn sinh năm 95. Tin này em vui mà như theo lời thầy, thấy vui đừng nên vui quá. Sau nhiều năm gây nhau, anh trai và ba đã hòa nhau. Anh trai đã về nhà chúc Tết ba, dẫn theo cả vợ con cùng vui vẻ. Do buổi sáng em đã động viên mở lời. Điểm chung của ba câu chuyện trên, như các vị thấy, có phải họ không có phước phần về con cái hay vì lý do nào khác? Ở đời con cái bỏ cha mẹ, có cha mẹ nào đi lạnh nhạt với con? Cha mẹ giận nhau, mẹ giận con giận mẹ, tất cả vì khắc khẩu, vì muốn tốt cho nhau cũng giận nhau. Mấu chốt vấn đề gia đạo không hòa thuận này từ đâu? Do chấp tướng và sự giáo dưỡng. Đứng trên cương vị làm cha mẹ, họ nghĩ rằng tốn bao nhiêu công sức nuôi nó lớn, giờ nó không nghe lời. Đây là chấp vào cái tôi, chấp vào mình lớn hơn, mình có công lao nuôi dưỡng con cái. Nhưng đứng trên cương vị làm con cái, cha mẹ có hiểu con không? Bắt ép con làm những việc con không thích. Và có cả những trường hợp cha mẹ trước kia đã bất kính với ông bà. Những xung đột, những cơn giận của cha mẹ con cái với nhau, những người thân khác ít nhiều bị ảnh hưởng lây. Gia đạo không hòa khí, các vị đừng vội nghĩ đến tài lộc. Những bậc cha mẹ có phước về con cái, đời trước họ biết tu pháp bố thí lòng nhân từ. Nếu cha mẹ dạy con hướng thiện, cha mẹ kính được ông bà, cha mẹ mở lòng khi con làm lỗi, sẽ chẳng có con cái nào đi giận lại cha mẹ cả. Ông trời cơ bản không xuống tay với người biết sám hối, thì sao cha mẹ lại quay lưng với những con cái của mình khi muốn quay về? Hành động lại Phật, hành động hiệp thập cung kính hay cúi chào người khác là hành động hạ mình, giảm đi cái tôi, hạ bản ngã của mình để mở lòng đón nhận người khác. Người không hạ mình, chấp vào cái tôi, dễ mang vào lòng những phiền não. Xã hội ngày nay dạy trẻ em điều gì? Có chí tâm dạy trẻ em làm người hay không? Có chú tâm dạy đạo đức hay không? Trường học ngày nay đa phần dạy trẻ cạnh tranh, không toàn tâm toàn ý dạy trẻ hướng thiện. Ở trường con trẻ phải đạt thành tích cho tất cả các môn học. Khi về đến nhà, các bậc phụ huynh thúc ép con mình phải học thật giỏi, điểm thật cao, thậm chí bắt con cái của mình phải như con nhà người ta, đừng để thua thiệt. Thúc ép trẻ em cạnh tranh để đạt thành tích, cạnh tranh nâng lên thành đấu tranh và nâng thêm nấc nữa thành chiến tranh, hoàn toàn không chí tâm dạy trẻ con làm người. Cạnh tranh, đấu tranh là mầm mống mang đến đau khổ. Bản thân các vị trước đây đã từng có cha mẹ thúc ép như thế. Các vị có tư tưởng phải học thật giỏi để kiếm việc tốt, để thật nhiều tiền. Có tiền rồi đau đầu nghĩ cách giữ tiền.
các vị theo tư tưởng ấy, hiện tại các vị có an lạc hay không? Câu trả lời tự bản thân các vị có đáp án. Dẫu biết rằng người học giỏi có nhiều cơ hội có việc tốt cho tương lai, nhưng không có cơ sở để con cái giảm phiền não, thoát khỏi đau khổ. Vì các môn học không có môn học làm người. Nói đúng hơn, không có môn học hạnh phúc. Một đứa trẻ bị thúc ép quá mức, tác dụng có thể ngược lại, vì mỗi người có khả năng nhất định. Mà ngày nay ở trường con trẻ phải học quá nhiều thời gian, quá nhiều môn. Có bao giờ các vị ngồi tĩnh tọa, quán xét lại, bạn có đủ khả năng học ngày học đêm như đứa trẻ hiện nay? Có bao giờ tự quán xét tại sao mình lại nhiều phiền não, tại sao mình lại phiền lòng vì con cái? Trong video có nên chọn năm sinh con hợp con cái với cha mẹ hay không, Khải Toàn đã đề cập một câu chuyện. Khi gia đình quá mong mỏi một đứa con, khi có một đứa con một đứa cháu, khi chúng ra đời, hai bên gia đình nội ngoại tranh giành yêu thương lẫn nhau, tranh giành dẫn đến sự xung đột. Khi đứa trẻ được nuông chiều quá mức sẽ có tâm tánh khó dạy bảo. Những hành động, lời nói của người lớn trong lúc xung đột là tấm gương của đứa trẻ, đây không phải là tấm gương tốt. Những hành động này vô tình ngầm bảo rằng trong cuộc sống phải giành phần thắng, hoàn toàn không ngộ ra thiệt thòi mới là phước. Nghiệp duyên đời này giữa con cái và cha mẹ là thuận duyên hay nghịch duyên? Những nghiệp quả của cha mẹ có liên hệ gì đến con cái hay không? Vâng, có những mối liên kết nhất định, nhưng đến cuối cùng ai sẽ trở về danh phận của người ấy? Giả dụ bạn là người có tâm thiện lương, bạn là người tránh xa thị phi nhân ngã, bạn sẽ không dạy con mình đi cạnh tranh, không dạy con mình phải chiến thắng, tránh đi những con đường dễ đau khổ. Người có tâm thiện lương sẽ dạy con mình biết chia sẻ, mở lòng với người, hạ đi cái tôi, vì cái tôi càng lớn là cội nguồn của chấp tướng. Dạy con và làm gương cho con những việc thiện là bước đầu bạn cho con ít phước đức. Trường học ngày nay không chí tâm dạy trẻ con làm người, thì bậc làm cha làm mẹ phải dạy con làm người. Tuy nhiên với xã hội ngày nay trọng danh văn lợi dưỡng, con người bị cuốn vào cơm áo gạo tiền, cuốn vào những tin tức thị phi, những tin tức đa phần tiêu cực. Con người thành thị không có nổi những phút giây an tịnh, làm sao có cơ hội ngộ ra chân lý của việc học làm người, học an lạc. Vì vậy rất ít bậc cha mẹ có thể dành tâm tư dạy con cái lối sống hạnh phúc. Một vị gia chủ làm giám đốc công ty hỏi Khải Toàn: em cho con học trường tốt, nơi ở tốt, có người giúp việc, có giáo viên dạy kèm sau mỗi giờ học, con không thiếu bất cứ thứ gì, việc của con là phải học thật giỏi để sau này đi du học. Như vậy có phải là tốt nhất hay chưa? Vâng, xã hội ngày nay điều đó hẳn là tốt, nhưng dưới góc nhìn của người tu tập chưa hẳn là tốt. Thế nào là dạy làm người? Chính là người đối đãi với người, người đối đãi với thiên địa quỷ thần và người đối đãi với thiên nhiên. Nếu anh thực sự dạy con cái ba điều này, đó chính là dạy làm người. Bản thân Khải Toàn mượn phong thủy để nói pháp, không phải thầy tu nói phong thủy. Bản thân em còn phải cố gắng rất nhiều để đoạn trừ những tập khí cũ. Việc chỉnh sửa tâm tánh đầu tiên là xả bỏ chấp tướng, đoạn trừ cái tôi để mở lòng với tất cả mọi người, giúp đỡ mà không mong hồi đáp. Ngày ngày khởi nguyện an lành đến với mọi người, đến với chúng sanh, chỉnh sửa lời nói, hành động chân thiện. Khi bạn có được nhân hòa ái ngữ, dùng lời chân thiện, thông cảm với người người, hòa nhã với người, không tham sân si mạn nghi, đó chính là bước đầu dẫn đến con đường an lạc. Cách sống ấy chính là tấm gương cho những đứa trẻ trong nhà. Từ đó bạn có chánh kiến để dạy trẻ đạo làm người, biết bố thí, biết kính trên nhường dưới. Bước thứ hai là đối với thiên địa quỷ thần, kính trời kính đất, kính thần kính vong linh, kính người quá cố. Việc cung kính này xuất phát từ tâm. Bản thân bạn tin, bạn kính mới có thể truyền đạt ý nghĩa cho con cái, tránh mê tín thái quá.
Giả dụ nhà bạn có bàn thờ gia tiên, mỗi dịp giỗ là dịp để mọi người sum họp, không phải để cơ hội đãi tiệc tùng, chẳng phải cúng cho người đã mất. Nếu mỗi năm bạn chịu khó giải thích cho những đứa trẻ khi chúng đủ hiểu biết, đây là ông là bà của con, dịp này nhằm tưởng nhớ là dịp để mọi người đoàn viên, thực tình ông bà của con đã về cõi lành, không quan trọng bàn thờ lớn bé. Lời giải bài nhẹ nhàng này giúp đứa trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày giỗ, hiểu được giá trị của thờ phụng, sau này chúng sẽ noi theo. Nếu trước đây bạn hoàn toàn không giải thích với con cái, có thể chúng nghĩ rằng việc cúng kiến này chỉ là mê tín. Bước thứ ba là dạy trẻ đối đãi với thiên nhiên, tiết kiệm tài nguyên, không cố ý chủ ý sát sanh con vật dù chỉ là nhỏ bé. Nền tảng giáo dục nào chú trọng vào dạy đạo đức, đó chính là nền tảng của chân thiện, đạo làm người, đạo làm con cái. Ví dụ ở Nhật, bậc mầm non trước 6 tuổi dạy trẻ em làm quen những thói quen trong cuộc sống, dạy cho trẻ cách sống tự lập từ khi còn rất nhỏ, hoàn toàn trái ngược với sự nuông chiều quá mức. Ở bậc tiểu học từ 6 đến 12 tuổi chú trọng dạy kính ngữ trong giao tiếp. Bậc trung học cơ sở 3 năm sau đó tăng cường việc hình thành những thói quen và đề cao giá trị đạo đức. Tuy nhiên, đạo đức từ trường học không thể ảnh hưởng bằng đạo đức từ gia đình. Nhà là nơi quay về nương tựa. Nơi nương tựa này cần ấm áp tình người, lòng bao dung, lòng vị tha, đó chính là nơi vượng khí. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.